Quý vị vừa theo dõi xong một số thông tin thương mại đã ủng hộ cho chương trình Ngọc Trong Tim, và phần 2 của chương trình Ngọc Trong Tim xin được bắt đầu sau đây. Thưa chị, cái con người học giỏi quá chị, mà cái tinh thần cố gắng, một phải nói là một cuộc sống của người Mỹ rất là đúng đúng nghĩa luôn. Dạ. Đặc biệt hôm khi mà chị mới bắt đầu chị làm việc với Ngọc Trong Tim á, thì chị bắt đầu chị bước vào thế giới của người khuyết tật nó sâu xa hơn. Thì chị vẫn có cái thắc mắc là không biết là cái mơ ước của người khuyết tật nó có khác cái mơ ước của người thường hay không. Riêng bây giờ mình nói chuyện với nhau, chị hỏi thử Đạt coi cái thuở thanh niên, thuở trẻ đó thì Đạt có cái mơ ước gì? Con người em là đam mê âm nhạc thưa chị. Uh-huh. Mà em muốn dùng cái âm nhạc và cái khả năng lạc quan, yêu đời và âm nhạc của em để làm một cái dấu bằng giữa em với lại mọi người xã hội xung quanh. Uh-huh. Đó, phải phải dùng cái từ cái dấu bằng đó. Uh-huh. Yeah. Như vậy thì đó là cái ước vọng của một thanh niên, phải không? Là một thanh niên. Uh-huh. Nhưng mà cũng người khuyết tật cũng có những cái ước mơ rất là bình thường như mọi người, tức là cũng muốn có tình một, cảm một mái gia đình ấm cúng. Gia đình thì thời 20 tuổi không có khe gia đình, nhưng mà em cũng muốn bạn gái, girlfriend đi chơi đó không? Em chưa đâu, chưa không có gia đình, chưa, còn ham đi chơi. Yeah. Em nghĩ là tất cả mọi người đều là đã là con người thì cũng có những cái ước mơ giống như đi một cái rất là bình thường như vacation, cũng muốn có bằng tốt nghiệp, cũng muốn được mọi người xung quanh nể trọng, cũng muốn mình là một người, một cuộc sống bình thường đó. Thì em nghĩ Sharon cũng vậy. Yeah. Thế thì khi mà nói chuyện với Sharon thì chị mới nhận ra một điều là Sharon cũng như giống như là thưa quý vị, cũng giống như tất cả bao nhiêu thiếu nữ khác, đến tuổi cập kê thì sau khi học thành tài rồi vẫn ước mơ có một mái gia đình riêng để được hưởng cái hạnh phúc gia đình đó với con cái. Chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe tâm tình của Sharon và những ý nghĩ của Sharon về mái gia đình như thế nào và vì sao mà cô nuôi cái ước mơ đó. Từ lúc 3 tuổi, em có bắt đầu học chương trình đặc biệt. Mà cô thì giác cũng cho em đi học lớp bình thường. Cho em thêm được mấy cái học hành. Tại vì lúc đó là họ thấy là em học được mấy cái lớp giống như là toán hay là mấy cái lớp history. Thì họ cho em đi học ra mấy cái cách về trẻ trẻ bình thường. Việc lớp 2 thì em học hai cái. Một lúc, đến khi em lớp 12 tuổi là em đi ăn ngoài luôn. Bình thường luôn ha, tới 12 years. Em rất nhiều, mà tại vì mình phải tin đối, mình phải nói chuyện với họ. Cách em nói chuyện nó khác. Thế là mình phải làm bạn, nhưng khi ngay từ giấc bạn của mình, cô cũng rất giúp cho mình chia phối kia. Nhưng mà Sharon cũng có những người bạn bình thường trong trong cái thời gian trung học này kia rồi chứ. Cũng có những người người ta hiểu, người ta thương em chứ. Em có bạn thân không? In high school đó, you're in high school year. Bạn thân trong học để giúp. Thì cái công việc của em bạn để khuyên để em để cái kinh nghiệm của em đi của mẹ em thì người Việt Nam mình ra đi làm để lo cho con cái thì sinh sửa lại có tiền để đi bốc một bước qua bên Mỹ thì bố mẹ chỉ có lo vậy thôi để lo cho con cái. Bây giờ người Việt Nam mình hay sợ đi học thì tìm mấy cái vấn đề đó thì phụ thêm cho con cái. Bây giờ vì cái giáo dục của người Việt Nam mà họ sợ họ không có muốn đi học thêm.
khi tại vì họ sợ là họ sẽ bị bệnh nẹt hay rầy la À, kính thưa quý vị vừa xem một khúc phim nghe lại tâm tình của cô Sharon. Vì sao mà cô thích trả thơ và thích có một mái gia đình? Và Kim Dung nghĩ rằng đây cũng là một ước mơ rất bình thường của người đàn bà. Và cái ước nguyện của cô là khi cô lớn tuổi, cô có được một mụn con quanh quẩn ở bên mình để chăm sóc và an ủi mình. Đó là một cái ước vọng lớn nhất của người đàn bà, thưa quý vị. Với cái ước vọng đó, Kim Dung xin gửi đến quý vị tâm tình của một người khuyết tật. Nhưng với cái khao khát rất bình thường, xin quý vị hãy với cái sự cảm thông mà quý vị dành cho Ngọc Trong Tim, nếu mà quý vị có lòng thương mến Sharon, xin cứ tiếp tục liên lạc với Ngọc Trong Tim. Bởi vì chúng tôi biết rằng mặc dù Sharon có bằng cấp và có tài, nhưng chắc chắn là đời sống của một người khuyết tật thế nào nó cũng có nhiều cái hạn chế và rất cần sự yểm trợ của quý vị. Nhưng vui của em đợi em có con bé. Em vợ quá, đẹp gái. Wow, em có một đứa con. Đẹp lắm, có tới nhà đạt chơi rồi, có tới nhà em chơi rồi. Yeah. Phải nói là dùng cái đúng nhân phẩm là tôi thấy rồi. Con em tên là gì? Con em tên là Hoa Linh. Hoa Linh. Linh. Hoa Linh á. Hoa Linh vậy tiếng Anh là... có cái nghĩa gì không? Tại vì em thích tên Hoa. Và Hoa của em. Mẹ ngồi du con đông đưa vòng buồn, đông đưa vòng buồn. Mẹ ngồi du con mây qua đầu gành, lạy trời mưa tuôn, lạy trời mưa tuôn cho đất sợi nên hạt mầm vun. Xót xa đời mình, mẹ ngồi du con đông đưa vọng buồn năm qua tuổi non, mẹ
Khi mà chị nói về Sharon như vậy, em là một người bạn của Sharon, thì em thấy là mình đã giới thiệu về Sharon đủ chưa, hay là em có cần thêm gì cho quý vị hiểu thêm Sharon không? Với những tài liệu đó thì khán giả cũng đã có những cái một cái khái quát về một cuộc đời và một cái ý nghĩa của một cái đời sống rất là lạc quan. Đây không phải Ngọc Trong Tim đem những hình ảnh cá nhân đem lên TV để làm có một cái mục đích gì, không có ngoài mục đích là để cho mọi người thấy người khuyết tật cũng có một cái đời sống bình thường, để cho càng ngày mọi người hiểu người khuyết tật nhiều hơn và bình thường hóa hơn, là cảm thấy một là quá kính phục, hai là quá thương hại. Đúng không rồi. Có những cái cực đoan đó ngoài một ngày nào đó mấy cái chuyện tài năng của người khuyết tật là cũng như bình thường giống như mọi người thôi. Chúng tôi một cuộc sống rất là bình thường. Cảm ơn đời sống cái văn minh văn hóa của một cái đất nước rất là giàu mạnh và đầy lòng nhân như đất nước Hoa Kỳ đây, và có tư tưởng khai phóng cho con người. Đúng vậy. Cảm ơn anh chị Trịnh Kim Dung đã lên đây với tụi em một lần nữa. Với thời gian bận rộn của chị, xin mời chị một vài lời cuối cùng. Kính thưa quý vị, câu nói cuối cùng Kim Dung xin gửi đến quý vị là cũng lại trở lại câu nói đầu tiên của chương trình, đó là chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị ân nhân, quý vị có lòng hảo tâm đã giúp đỡ, đã cùng bước đi với Ngọc Trong Tim trong suốt 5 năm qua, để giờ này chúng tôi vẫn còn có thể ngồi ở đây để gửi đến quý vị những câu chuyện rất là đáng quý và những tấm gương rất sáng ở trong cộng đồng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong buổi phát hình lần tới. Nguyễn Đức Đạt cũng như chị Kim Dung muốn chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và cảm ơn tất cả sự theo dõi từ bấy lâu nay, từ khi chúng tôi được ban giám đốc của đài SBTN cho phép Ngọc Trong Tim có cơ hội để chia sẻ với quý vị. Ngọc Trong Tim càng ngày càng được nhiều quý vị khắp nơi trên 50 tiểu bang biết đến nhiều hơn. Và chúc được quý vị được nhiều sức khỏe và lúc nào cũng để dành thời gian để theo dõi chương trình Ngọc Trong Tim vào mỗi tuần. Xin cảm ơn quý vị và hẹn lại trong chương trình kỳ sau với nhiều câu chuyện lý thú hơn nữa. Rất là cảm ơn quý vị. Xin kính chào.